Ngày 16 tháng 10, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang dành tổng thể thời gian xét hỏi những nhân chứng liên quan để làm rõ các tình tiết trong vụ án gian lậu điểm thi, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại tỉnh này. Lời khai hài hước, thiếu thuyết phục của cán bộ công an. Với tư cách là người làm chứng, ông Trần Hà Thắng công tác tại phòng 33 công an tỉnh Hà Giang, cho biết có quen bị cáo Lê Thị Dung cựu cán bộ phòng an ninh chính trị nội bộ, công an tỉnh Hà Giang. Trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018, ông Thắng đã nhờ bị cáo Dung dồ cặp hỗ trợ 4 trường hợp gồm em họ Hoàng Diệt Hải chiến sĩ công an nghĩa vụ, Nguyễn Khắc Cường, Hoàng Văn Thiện và Nguyễn Đức Anh. Nói trước hội đồng xét xử, ông Thắng bảo nhờ bà Lê Thị Dung khoảng đầu tháng 6 năm 2018 trong một chuyến đi qua đường đã vào nhà chơi, ông khẳng định khi nhờ thì không đưa tiền, vật chất gì. Mục đích của ông Thắng là mong bà Dung có mối quan hệ tạo điều khiếu nại cho các cháu thi. Khi hội đồng xét xử hỏi có biết số điểm các thí sinh nhờ giả được nâng bao nhiêu điểm, ông Thắng nói rằng không biết. Lúc nhờ tôi không hình dung là tinh vi như thế này, tôi chỉ nhờ mong hỗ trợ, tạo điều khiếu nại chứ không đặt vấn đề nâng điểm, hay là gì đó, vì bạn dạng thân tôi không hề biết quan hệ của bà Lê Thị Dung này như thế nào, ông Thắng trả lời như vậy khi chủ tọa Dương Thị Thu Hà hỏi việc nhờ giả hỗ trợ như thế đúng hay sai. Trước những câu trả lời không hợp lý của ông Thắng, chủ tọa Dương Thị Thu Hà bức xúc nói, hội đồng xét xử giảng nghĩa cho anh biết, ở phiên tòa hôm nay, lát nữa còn nhiều người khác cũng không biết. Không liên quan nhưng tôi giảng nghĩa cho anh biết, không có câu chuyện không đề cập, không đàm phán mà thi được nâng điểm cho nhiều thí sinh cao như vậy. Bị cáo Lê Thị Dung người được cán bộ công an Trần Hà Thắng như vẫn hỗ trợ 4 thí sinh. Ảnh Hoàng Cư. Khi chủ tọa vừa xong xuôi lời, ông Thắng nói tiếp tôi khẳng định trước tòa không có hứa hẹn gì mà chỉ nói với bà Dung dồ cập, tạo điều khiếu nại. Chủ tọa hỏi tiếp theo anh thì trình độ của bà Dung dồ cập tạo điều khiếu nại được đến đâu? Ông Thắng đáp lời tôi cũng không biết trình độ bà Dung đến đâu. Không ai làm gì không có mục đích, khi làm là phải đặt vấn đề mong muốn nguyện vọng của mình là gì, phía bên kia trả lời có được không. Làm gì có chuyện đàm phán nhắn tin, gửi cho nhau tên, số báo danh thí sinh không thể nói không biết được. Không biết mà điểm tăng dù dù, nói phải có tính thuyết phục, chủ tọa Dương Thị Thu Hà đáp lại lời ông Thắng. Cùng trong phần chất vấn này, một thành viên khác của hội đồng xét xử nói, khi muốn nhờ ai hỗ trợ thì phải biết mình cần họ giúp gì, cụ thể việc gì, chứ nhờ không thì câu trả lời của anh nghe nó không thuyết phục. Còn ông Thắng kế tiếp phân trần thêm khi nhờ bà Dung cũng chỉ nói ừ, tao biết thế, nếu giúp được gì tao giúp. Khi được hội đồng xét xử hỏi sau khi xảy ra sự việc xảy ra anh đã làm gì? Ông Thắng cho hay, đã chủ động báo cáo chỉ huy và tới thời điểm hiện tại chưa bị kỷ luật gì. Giải thích thêm về nội dung phần trả lời của cán bộ công an Trần Hà Thắng, chủ tọa Dương Thị Thu Hà nói anh đã trả lời trước hội đồng xét xử, tuy nhiên có những nội dung chưa đảm bảo tính khách quan nên hội đồng xét xử cần phải làm rõ. Như lời diễn giả của anh không có cơ sở nào khẳng định đó là lời khai đúng sự thật. Nói phải có sách, mắt có chứng, phải khách quan. Luật sư Hoàng Văn Hướng. Ảnh Hoàng Cư. Tham gia chất vấn ông Thắng, luật sư Hoàng Văn Hướng người bào chữa cho bị cáo Triệu Thị Chính, phát biểu, nhờ 4 người một cách vô tư như thế này tôi tạm thời tin ông, nhưng để minh bạch hơn cho ông, cho cả ngành công an, ông có thấy cần thiết kiến nghị mở cuộc điều tra với cái trình độ tố tụng của cơ quan trung ương không? Ông Thắng trả lời, bạn dạng thân hoàn toàn tin cẩn vào thẩm phán tòa án, ông không kiến nghị. Cán bộ công an bê hộ hoàng đựng bài thi giúp bị cáo. Cũng trong phiên xét hỏi người làm chứng ngày 16 tháng 10, phát biểu trước hội đồng xét xử, anh Nguyễn Thái Học cán bộ phòng cai công an tỉnh Hà Giang, cho biết, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 anh được phân công nhiệm vụ bảo vệ bình yên tại trường Trung học Phổ thông chuyên tỉnh Hà Giang, thời gian bảo vệ là 24/24. Anh và các đồng nghiệp được bố trí ăn nghỉ một phòng ngay tại trường. Toàn cảnh phiên xử ngày 16 tháng 10 chủ yếu hèn chất vấn người làm chứng. Ảnh Hoàng Cư. Một người làm chứng khác là anh Di Hoàng Hiệp cán bộ phòng y công an tỉnh Hà Giang, thừa nhận có giúp Lương Thiên Đồ xuống tầng 1 và đặt cạnh xe tải. Anh Hiệp cũng không biết đó là những tài liệu gì.
Theo lời nhân chứng, ông Lương đến làm việc nhiều nên ai cũng biết mặt. Khi đến, ông Lương tấn công cả xe tải để chở đồ công khai nên không ai ngờ giật gì. Mãi sau này anh Hiệp mới biết ông Lương chở bài thi, máy tính về sở để sửa chữa, can thiệp nâng điểm cho thí sinh. Còn cán bộ tên Lịch công tác tại phòng 33 công an tỉnh Hà Giang, cho biết anh được phân công bảo vệ ban in sao đề thi, giám sát tổng thể các hoạt động của tổ xử lý bài trắc nghiệm. Theo lời cán bộ này, trưa 7 tháng 7 năm 2018, Vũ Trọng Lương ngang nhiên tấn công xe tải đến trường Trung học Phổ thông chuyên tỉnh Hà Giang nơi lưu trữ bài dự thi của tổng thể các thí sinh. Trả lời hội đồng xét xử, anh Lịch cho biết thời điểm đó anh đang đi ăn trưa nên không xem xét đến việc làm của Lương. Sau đó, khi ông Vũ Văn Sử nguyên giám đốc sở giáo dục phát hiện phía sở có đòi hỏi thanh lịch chứng kiến, anh Lịch xác nhận chữ ký trên mẫu niêm phong cửa và hòm chứa bài thi không phải của mình. Theo cáo trạng, trong kỳ thi Trung học Phổ thông nước nhà 2018, Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc, thống nhất rồi đưa danh sách 93 thí sinh cho Vũ Trọng Lương sửa thành tụ bài thi để nâng điểm. Ngoài ra, Lương còn trực tiếp nhận nâng điểm cho 14 thí sinh khác. Sau đó, một mình vị phó trưởng phòng khảo thí đã sửa thành tụ 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh. Bị cáo Phạm Văn Khuôn đã cung ứng thông tin của con ông này để nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng thêm 13,3 điểm. Cựu công an Lê Thị Dung có mối quan hệ quen biết nên nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh. Sau đó, 20 em này đều được nâng điểm. Riêng bị cáo Triệu Thị Chính bị kết tội không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và chuyển danh sách 13 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài nhờ nâng và xem điểm thi. Cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ chứng minh có vụ lợi hay tiền bạc trong vụ án. Công an cũng đấu tranh với gia đình các thí sinh nhưng không ai khai nhận đưa tiền hay vật chất để nhờ nâng điểm. Bên cạnh đó, hai bị cáo Hoài và Lương cũng không thừa nhận mà chỉ giúp nâng điểm do quen biết, bạn bè, người thân. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định được 210 người là bố, mẹ của 107 thí sinh được nâng điểm. Căn cứ lời khai, cơ quan điều tra đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ huy xử lý những phụ huynh này theo quy định.